hỏi chúng ta nên có thái độ như thế nào khi giao thiệp qua lại với những người đồng tính luyến ái, hoặc là có cách gì để giúp họ không? Đáp: trước hết phải biết rõ là họ vì sao mà trở thành đồng tính luyến ái. Tại sao họ lại có khuynh hướng này? Có lẽ vì các cặp vợ chồng gây lộn với nhau và đàn ông thường chèn ép đàn bà. Người Trung Quốc thì theo chủ nghĩa đàn ông, nhưng Mỹ Quốc thì lại theo chủ nghĩa đàn bà. Nước Mỹ nói Lady First, đàn bà là trước nhất. Nhưng thật ra sự tôn trọng phái nữ chỉ là giả thôi. Vì Lady, người nữ ở nước Mỹ, đâu có phải là first ưu tiên. Họ chỉ tân bốc phỉnh nịnh mà nói phái nữ là số một vậy thôi. Các ông thì vẫn cứ ở đó mà thông đồng với nhau để gạt gẫm các bà. Các bà thì cũng biết là mình bị gạt, liền nói bảo tôi là đệ nhất mà chẳng cho tôi quyền lực số một, cũng không có địa vị số một gì hết. Thành thử họ mới cảm thấy khó chịu. Bởi vậy mà họ không muốn lấy chồng, rồi dần dần biến dạng, chuyển thành phong trào nữ đồng tính. Còn người nam thì sao? Thì họ bị người nữ bắt nạt. Người nữ giống như con cọp cái, lấn lướt đàn ép. Người nam sát đất, từ sáng đến tối, họ cứ bắt người nam phục dịch đủ điều. Bởi vậy, người nam cũng cảm thấy khó chịu, rồi nói, việc gì mà phải kết hôn chứ? Thế là họ chuyển khuynh hướng, thành ra nam đồng tính. Hỏi: đốt giấy tiền vàng bạc cho tổ tiên là có đạo lý gì? Đáp: chuyện này mà có đạo lý thì người Tây Phương đều là ma nghèo cả. Quý vị muốn nghiên cứu chân lý thì tuyệt đối không được mê tín. Hỏi: tâm chúng ta có thể hiểu được cả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai phải không? Đáp: tại sao lại không thể? Ba thời thì cũng như là hôm qua, hôm nay và ngày mai vậy thôi. Tôi nói thời gian tạm ngắn một chút cho quý vị dễ nhớ và sẽ không có mau quên như ba thời, cũng như là năm ngoái, năm nay và năm tới. Cho đến kiếp trước, kiếp này, kiếp sau cũng đồng một lý lẽ giống nhau thôi. Ha ha ha,